Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1629 ngày 16 tháng 12 năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố căn cứ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 triển khai các nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện theo quy định pháp luật về đất đai, đặc biệt làm rõ các nội dung có mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời lập kế hoạch lộ trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trình thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt trong quý 2 năm 2024 theo quy định pháp luật. Trong quá trình lập, thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, khắc phục căn bản tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan, xử lý các tồn tại bất cập do ảnh hưởng của quy hoạch treo, bảo đảm các quyền lợi của người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài.